mới đây trên địa bàn tỉnh đồng nai đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng một nữ chủ tiệm spa được phát hiện tử vong tại cửa tiệm với nhiều thương tích trên người ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường tiến hành thu thập thông tin hình ảnh camera an ninh xung quanh khu vực đồng thời lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra Vụ việc được phát hiện vào lúc 17 giờ 25 phút cùng ngày khi một nữ khách hàng tại tiệm spa Hương Rosa ở phường Long Bình đến làm đẹp. Lúc người này tới, cửa tiệm vẫn đóng cửa nhưng nhìn qua cửa kính thấy bên trong bật máy lạnh. Nên người khách này đẩy cửa vào và gọi chủ tiệm. Khi vừa vào bên trong, nữ khách hàng đã phát hiện chủ tiệm là chị Võ Thị Mỹ Hương, sinh năm 1982, nằm bất động dưới sàn nhà, xung quanh có nhiều vệt máu khô. Ngay sau đó, người khách này đã chạy ra ngoài để hô hoán những người xung quanh vào xem tình hình thì phát hiện nạn nhân đã tử vong với nhiều thương tích trên người. Công an phường Long Bình đã phong tỏa hiện trường, các lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa cũng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi và trích xuất camera để điều tra vụ án. Theo xác định ban đầu của công an, nạn nhân là chị Võ Thị Mỹ Hương, ngụ tại phường Bình Đa, đã thuê căn nhà này từ trước Tết Nguyên đán 2023 để mở tiệm spa thời gian gần đây tiệm khá vắng khách nên chị cũng mở cửa thất thường. Theo một số người dân xung quanh, có thể vụ án mạng xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày khi có đối tượng mặc áo đen, bịt khẩu trang, lai vãng khu vực gần tiệm spa của chị Hương. Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang phối hợp với công an thành phố Biên Hòa và công an phường Long Bình tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.